Chuyển sang những diễn biến tại thực địa nơi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Trong ngày hôm nay, tàu Trung Quốc lại tiếp tục đâm tàu kiểm ngư của ta gây hư hỏng nặng. Đây là thông tin mà chúng tôi mới nhận được từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển và Cục Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Theo đó, vào hồi 9 giờ 30 phút sáng nay, khi đang tiến vào khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép 981 để làm nhiệm vụ, tàu kiểm ngư 951 của Việt Nam đã bị tàu kéo 284, 285 và tàu hải tuần 11 của Trung Quốc vây ép tì vào mạn phải, sau đó sử dụng tốc độ cao đâm vào mạn phải. Còn tàu kéo 285 đâm vào mạn trái làm hỏng một số thiết bị trên lan can tàu và làm méo mạn phải và mạn trái của tàu. Các tàu hải cảnh, hải giám và tàu kéo của Trung Quốc thường xuyên có hành động ép hướng, tăng tốc độ bám sát các tàu cá của ta với khoảng cách từ 20 đến 70 mét, ngăn cản quyết liệt ở khu vực cách giàn khoan từ 10 đến 12 hải lý, sẵn sàng đâm va các tàu của ta khi các tàu của ta tiến gần vào giàn khoan. Trung Quốc duy trì tại hiện trường từ 117 đến 121 tàu các loại, trong đó có 42 đến 44 tàu hải cảnh, 14 đến 15 tàu vận tải, 8 đến 19 tàu kéo, 38 tàu cá và 5 tàu quân sự. Trong khi đó, các tàu cá của ngư dân ta vẫn hoạt động sản xuất trên ngư trường truyền thống Hoàng Sa, tổ chức đánh bắt ở phía Tây Tây Nam cách giàn khoan từ 35 đến 40 hải lý. Khu vực nhóm tàu cá của ta đánh bắt có khoảng 38 tàu cá của Trung Quốc dưới sự hỗ trợ của hai tàu hải cảnh số hiệu 46102 và 46106 của Trung Quốc đã tổ chức giàn hàng ngang, ngăn cản sử dụng tốc độ cao chặn hướng và ép các tàu cá của ta ra xa, không cho tiến gần vào khu vực hạ đặt giàn khoan.